Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi được đánh giá là hướng đi bền vững, giúp nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập cho nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều các mô hình phát triển theo hướng này, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Hợp tác xã sản xuất dược liệu Thành Công xã Yên Thái, huyện Yên Mô mới được thành lập từ đầu năm 2022, là một trong những hợp tác xã còn non trẻ, song với xu thế của thời đại, đó chính là việc xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất, từng bước đã thích ứng được với thị trường. Để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, hợp tác xã đã chủ động tìm kiếm thị trường, phát triển thêm các dịch vụ để nâng cao thu nhập cho các thành viên. Trong quá trình mà chiết xuất và sản xuất tinh dầu, thì tôi cũng về cái khó khăn thứ nhất là về điều kiện về phát triển cơ sở tầng và các điều kiện về trang thiết bị thì nó cũng còn đang khó khăn. Thứ hai nữa là về cái truy xuất nguồn gốc ấy, tôi cũng mong Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ xây dựng về logo cùng với tem mác, cùng xây dựng được ô cốp để sản phẩm được quảng bá trên thị trường để xúc tiến thương mại. Sản xuất theo chuỗi giá trị bao gồm nhiều công đoạn như phát triển và phân phối các giống cây trồng và vật nuôi, cung cấp nguyên liệu đầu vào, chế biến sau thu hoạch. Hình thức này đảm bảo cho các thành phần tham gia chia sẻ quyền lợi trách nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó còn góp phần quan trọng trong việc giải bài toán về chất lượng nông sản, nâng cao giá trị gia tăng. Cái mô hình chuỗi sẽ giúp hợp tác xã kiểm soát được cái chất lượng của mình hơn, đồng thời thì cái chuỗi nó sẽ tạo ra nhiều cái giá trị sản phẩm nằm trong chuỗi, thì lúc đấy sẽ giúp cho cái sản phẩm của hợp tác xã sẽ phong phú hơn. Nhưng ngược lại thì chuỗi nó sẽ có một cái nhược điểm, thì nó sẽ làm phân tán nguồn lực. Vì thế nên như hợp tác xã UT thì sẽ chọn một chuỗi nhỏ nhỏ chính sinh thôi để phát triển, thì khi thế thì mình sẽ tập trung được vào chất lượng của mình hơn. Để giúp các thành viên xây dựng theo chuỗi giá trị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động, giúp các đơn vị đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã tư vấn rồi xuống hỗ trợ cho các cái đơn vị thành viên thực hiện cái liên kết theo chuỗi và sản xuất đưa ra các sản phẩm cụ thể của mình. Thế thì trong cái năm 2021 vừa qua ấy, thì Liên minh Hợp tác xã đã tư vấn cho 5 cái nhóm thành viên để thực hiện cái việc liên kết và sản xuất theo chuỗi. Và theo kế hoạch năm nay thì chúng tôi đang dự kiến hỗ trợ từ 5 cho đến 8 cái chuỗi sản phẩm như thế. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vẫn còn không ít khó khăn. Một trong số đó là tình trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, phần nhiều còn mang tính nhỏ lẻ. Sự liên kết giữa người dân và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Do đó, để phát triển bền vững, các ngành chức năng cần tiếp tục hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực để các hợp tác xã nông nghiệp mạnh, đủ sức làm trung gian liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp.